揭开了柳暗桃花灿烂，胸中都是流转，总有心动缠绵，令人惊艳。是太笔是山上风未晚，回首看有人巧笑嫣然，情深处再添一笔浓淡，红尘中有你相伴，无论是傻笑或是平淡。一生无悔也无憾，相约下个百年，不忘今朝少年。余生不多付流年，朝朝和暮暮相伴。原来情海如故事，在梦水某个一念之间，他寄去笔墨千言，他留下故事一篇。今生如水，当饮若梦，细细的婉转。空堂雨水轻唱。Quốc tử giám. Quốc tử giám có một nữ đệ tử. Tập 27. Mộc Ngôn Đình, A Kỳ, hai người ta đang làm điểm tâm cho cha ta. Như vậy thì khi cha về có thể được ăn điểm tâm mới ra lò rồi. Nếu vậy thì ta cũng nên góp một phần công sức để ta giúp hai người. Chàng biết làm điểm tâm mà. Ta không biết, nhưng ta có thể học. Tiểu thư, ta đến phòng bếp xem lửa thế nào đây. Vậy chàng rửa tay trước đi. Giao cho chàng nhiệm vụ nhào bột. Nhào bột là phần khó nhất đấy. Được. Ta nhớ trước đây từng xem người khác nhào rồi. Hình như là thế này. Không phải nhào như thế đâu. Để ta dạy chàng. Chàng nhìn nhé. Đẩy lỗ hổng chỗ này ra, rồi cứ nhào như thế này. Sau khi nhào đến cuối thì đổi lại như thế này. Rồi lại thế này sao? Đúng chứ? Tư Nghiệp, hai chúng ta làm vậy có phải là hơi không hợp lễ nghi không? Không đâu. Ta lại hy vọng cuộc sống sau này của chúng ta đều như hiện giờ. Phu thê thuận hòa đầm ấm, sống cuộc sống bình dị. Tốt biết bao. Nhưng mà... A Kỳ, chuyện ban hôn ta sẽ nghĩ cách thêm. Hôm nay chúng ta cứ vui vẻ đón cha nàng về. Đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Ta nghĩ ta đã biết làm rồi. Chàng chưa biết. Chàng phải ấn thế này. Tang gia, Tang gia. Tư Nghiệp cũng ở đây à? Diêm Diễm sao trở lại tới đây? Thái sư và phu nhân có khỏe không? Đã kết án rồi, họ cũng về phủ cả rồi. Vậy sao huynh không ở lại phủ với họ? Cha ta nói Thái quý Trượng Nghĩa bên vực cho Diêm gia chúng ta, nên mới bị người ta hãm hại. Vốn dĩ cha ta muốn đích thân đến thăm hỏi, nhưng lại không khỏe nên bảo ta đến. Thái quý đâu? Lát nữa Nghiêm Tâm Lan sẽ đưa ông ấy về phủ. Vậy ta đợi ông ấy về rồi đi. Cha ta đã đặc biệt dặn dò, ta phải thay ông ấy cảm tạ trực tiếp mới được. Vừa rồi hai người ở đây. Vừa rồi à? Ta đang dạy Tư Nghiệp làm điểm tâm. Có những loại điểm tâm rất phức tạp, phải tay cầm tay dạy. Đúng, đúng vậy. Quá ra Tư Nghiệp cũng muốn lấy lòng bá phụ. Vậy chẳng phải rể hiền như ta càng nên làm gì đó sao? Liên Phiên đâu? Dưới bếp đó. Ta xuống bếp. Ta vào bếp giúp. Hai người tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Vậy chàng ngửi cái này đi. Cái này thơm lắm. Thất Lan. Tang Thái quý. Cha. 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 Cha nhìn cha đi. Gầy hẳn đi rồi. Ta không gầy. Có bao nhiêu râu bạc cả rồi đây. Bụng cũng xẹp xuống rồi. Được rồi. Ta nghe Nghiêm Đại Nhân nói, khoảng thời gian này cậu vẫn luôn bôn ba về vụ án của lão phu, còn rửa oan cho Vũ Nhi. Đa tạ. Bá phụ đừng nói vậy. Đây đều là chuyện ta nên làm. Ngài nói vậy quả thật ta không dám nhận. Vì thế, cha đánh chàng ấy làm gì? Ta không khách sáo với hắn còn gì. Ta thật lòng cảm tạ mà. Vậy ta chân thành cảm tạ lời cảm tạ của bá phụ. Nói chuyện với mấy đứa mệt quá, ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Lát nữa uống với ta một ly. Được, Nghiêm đại nhân, cậu cũng ở lại đi. Ta cũng phải cảm ơn cậu. Hạ quan vẫn còn công vụ, hôm khác lại đến làm phiền. Vậy ta đi tiễn Nghiêm đại nhân. Đi đi. Nào, để cha xem. Cha. Tâm Lan, phủ thái quý, vừa rồi có A Kỳ ở đó, có mấy lời không tiện nói. Để muốn nói chuyện Trác Văn Viễn sao? Sau chuyện Tây Chiêu và Thiển Tuẫn, có thể thấy người này lòng dạ kín đáo, thủ đoạn cay độc. Ta đoán chắc chắn hắn không cam lòng từ bỏ như vậy, nhất định sẽ lại gây nên sóng gió. Ta sẽ tiếp tục điều tra, ta cũng đang có ý này. Ta sẽ chú ý tới tất cả hành động của hắn, âm thầm điều tra. Chuyện này chỉ có huynh và ta biết, nhất định không để A Kỳ biết. Có manh mối gì lập tức báo cho ta. Ta và huynh cùng hành động. Được, ta sẽ chuẩn bị ngay. Thất Lan tiện đến đây thôi. Hôm nay là tiệc gia đình, không có người ngoài. Mọi người không cần câu nệ. Những ngày ta không ở trong phủ, mọi người vất vả rồi. Bá phụ bình an quay về là chuyện đáng mừng. Tiểu tế kính người một ly trước. Đây là rượu gì đắng thế? Đây là rượu trắng lão gia mang từ biên cương về. Bình thường bọn ta đều không nỡ uống. Sao hả? Không uống được rượu tan da. Uống chứ. Uống được chứ. Bá phụ, ta kính ngài một ly. Nào. Được rồi, ăn thôi. Nào, ăn đi. Chàng cũng ăn đi. Ăn nhiều vào, cha gầy rồi kìa. Ngồi đi. Tây Chiêu bị tiêu diệt cũng coi như giải quyết được một mối tâm sự của ta. Dù phủ Kinh Triệu không ra tay, sớm muộn gì ta cũng phải trừ khử họ. Chỉ là ta nghe nói phủ Kinh Triệu muốn đào sâu chuyện Tây Chiêu. Cô yên tâm, con đã lo liệu thỏa đáng. Họ không có bằng chứng xác thực, cũng không thể gây nên sóng gió gì. Con làm việc ngày càng ổn thỏa. Đúng rồi, nghe đồn Hoàng thượng đã thả Tang Ngụy, còn khôi phục lại chức vị. Con đã nghĩ ra cách đối phó với chuyện này chưa? Cô người yên tâm, vở kịch này không thể không diễn. Quốc tử giám trọng dụng người tài. Từ hôm nay, Tư Nghiệp và Tang điển tịch sẽ cùng chúng ta chuẩn bị việc chiêu sinh. Đệ tử khóa trước của Quốc tử giám có thành tích xuất sắc, gây tiếng vang lớn. Trong thành Biện Kinh có rất nhiều thanh niên đến tuổi muốn vào Quốc tử giám học tập. Ta đã nộp quy định chiêu sinh mà Tư Nghiệp mới đặt ra cho Lại Bộ xét duyệt. Tin rằng sẽ có hồi âm nhanh thôi. Từ nay về sau, Quốc tử giám sẽ mở rộng thu nhận đệ tử, dù có xuất thân thế nào, dòng dõi ra sao, hoặc là nữ tử, chỉ cần có lòng muốn học tập, đều có thể vào Quốc tử giám. Đúng vậy, Quốc tử giám sẽ thành lập một lớp nữ. Chương trình học sẽ giống các lớp khác, đồng thời cũng sẽ có thi định kỳ. Thành tích sau khi thi sẽ được yết bản công bố cùng toàn thể học trò. Như vậy vừa khéo, cũng có thể mượn chuyện này cổ vũ ý chí học tập của học trò. Tư Nghiệp, Phùng tiến sĩ, đại nhân Lại Bộ đến rồi. Nhanh thế, lẽ nào quy định mới được thông qua rồi ư? Văn Diễn, trò đến báo tin vui cho bọn ta à? Bình thường cũng không thấy trò đến thăm ta. Quách tiến sĩ, bản quan đang có công vụ, hôm khác sẽ ôn chuyện với thầy sao? Được. Lại bộ đã thảo luận quy định mới mà quốc tử giám nộp lên, cảm thấy không thỏa đáng. Học trò vào học vốn nên chú trọng chất lượng. Trong số con cháu quan lại ở Biện Kinh không thiếu người có tư chất thuần hậu. Việc mở rộng thu nhận đệ tử thật sự không cần thiết. Còn chuyện nữ tử vào học càng không hợp quy củ. Nói tóm lại, quy định mới quá diễn dông. Mong các tiến sĩ đặt lại quy định. Trác Văn Viễn, huynh cố ý làm khó ta phải không? Bản quan chỉ chịu trách nhiệm truyền đạt ý của Lại Bộ. Nếu có ý kiến khác, có thể khiếu nại với Lại Bộ. Cáo từ. Xem ra cửa ải Lại Bộ khó qua rồi. Phải bàn kế hoạch lâu dài thôi. Phải làm sao đây? Trác Văn Viễn này thật là vừa nắm quyền trong tay đã khua tay múa chân. Đây chẳng phải ngang nhiên làm khó chúng ta sao? Bây giờ vẫn chưa phải lúc so đo với hắn. Việc chúng ta cần làm là nhanh chóng đặt ra một quy định mới có sức thuyết phục hơn, để những người khác ở Lại Bộ thay đổi cách nhìn mới được. Đúng vậy. Dù Trác Văn Viễn như cá gặp nước ở Lại Bộ, nhưng vẫn không thể một tay che trời. Người ta nói thành tâm thành ý có thể cảm động đất trời. Ta không tin không thể lay động những đại nhân ở Lại Bộ. A Kỳ, về phòng điển tịch trước đã. Cứ giao cho ta nghĩ đối sách. Vậy tư nghiệp cũng đừng quá vất vả. Yên tâm đi. Thất Lan, Tam Lan, có phát hiện gì không? Vừa nhận được tin đêm nay Trác Văn Viễn sẽ gặp nhân vật quan trọng ngoài thành. Để không lộ tin tức, đêm nay ta chỉ dẫn theo vài tùy tùng thân cận. Mong là lần này có thể nắm được sơ hở của Trác Văn Viễn. Trác Văn Viễn lắm mưu nhiều kế, để đề phòng bất trắc. Tối nay ta đi cùng huynh. Được. Dục Qua Cát. Tư nghiệp, sao không ăn cơm trưa thế? A Kỳ, vừa nãy đã ăn rồi. Bạch Thời đưa đến. Có thói quen ăn một mình từ bao giờ thế? Uổng công ta còn nghĩ đến chàng mãi. Được. Ngày mai ta mời nàng đi ăn trưa, xem như chuộc lỗi. Thật ư? Vậy để ta chọn quán cơm. Được. Đúng rồi, chuyện quy định mới vẫn phải tranh thủ. Chiều nay nàng hãy soạn những sự tích về việc đệ tử nghèo khó và học trò nữ đạt thành tựu trong học tập. Ta sẽ cầm những điển tịch này đến Lại Bộ tranh luận thêm. Phải chép sách ư? Thời gian cấp bách, tốt nhất giao cho ta trước sáng mai. Không ngờ sau khi làm điển tịch vẫn phải chép sách. Nhưng chàng yên tâm đi, vì chàng, sáng mai ta nhất định sẽ đưa cho chàng. Vậy thì làm phiền tan điển tịch rồi. Không có việc gì thì ta đi luôn đây. Đi đi. A Kỳ, sao vậy? Bữa tiệc gia đình tối nay, cha mẹ ta nhất định sẽ hối thúc việc ban hôn, phiền lắm. Hay chàng đến phủ nhà ta để trốn đi. Mấy hôm nay sức khỏe cha ta không tốt, không chọc giận ông ấy thì hơn. Vậy chàng hãy nói chuyện đàng hoàng với họ, đừng cãi vã. Biết rồi. Vậy ta đi làm việc đây. Đi đi. Tâm Lan, tin tức này có đúng không vậy? Chắc không sai đâu. Trước đây chẳng phải đệ cũng dựa vào trực giác suy đoán phía sau Tây Chiêu có chủ mưu khác hay sao? Người báo tin của ta đã nói rõ với ta rằng mình có chứng cứ quan trọng liên quan đến kẻ đứng sau. Người báo tin này đáng tin không? Tuy không phải người đàng hoàng gì, chỉ là một tên côn đồ ở chợ, nhưng mà tin tức lại rất nhanh nhạy. Trước đây đã giúp ta không ít. Dừng. Tam Lan, ta thấy chuyện này có vấn đề. Ta luôn nghi ngờ về cái chết của Tang Vũ. Bao năm nay vẫn miệt mài điều tra, lại có được sự giúp đỡ hết mình của Phủ Kinh Triệu các huynh. Có thể tự xưng rằng không ai ở Kinh Thành hiểu Tây Chiêu hơn ta. Nhưng dù vậy, ta cũng chỉ suy đoán phía sau Tây Chiêu còn có kẻ khác. Nhưng người báo tin của huynh lại quá chắc chắn. E là... Ai vậy? Tâm Lan, Tâm Lan, cẩn thận. Hôm nay chép sách mệt chết đi được. Tiểu thư, tỷ vừa phá án xong, đã bắt đầu bận rộn công việc ở quốc tử giám, cũng không nghỉ ngơi vài ngày. Tỷ tưởng tỷ mình đồng gia sắc thật à? Ăn cơm xong mau về nghỉ ngơi một lát đi. Mệt chết đi được. Hôm nay có món gì ngon vậy? Diêm Diễm, huynh không về phủ của mình ăn cơm, lại đến đây làm gì? Đúng rồi, không phải huynh đã bảo phải ở bên Diêm Thái Sư và phu nhân sao? Mẫu thân nói ta đã bị liên phiên nuôi thành kén ăn rồi. Cơm nước ở phủ không hợp khẩu vị của ta, bảo ta tiếp tục đến phủ Thái Quý ăn trực. Mẫu thân ta còn nói nàng làm điểm tâm ngon nữa. Thật ư? Muội gửi điểm tâm cho Diêm phu nhân chưa? Mấy hôm trước lão gia về phủ đã làm hơi nhiều, tiện thể bảo Diêm Diễm đem về luôn. Được lắm Liên Phiên, ta cũng phải học hỏi một chút. Sao hôm nay chàng về muộn thế? Tại Tống Lạc Thiên kia chứ gì nữa. Ngày nào thay ca cũng đi muộn về sớm, hại ta không được ăn cơm nóng. Đúng rồi, vừa nãy ta thấy Tư Nghiệp ra khỏi thành, Nghiêm đại nhân dẫn người đi cùng luôn. Họ có hành động gì à? Tư Nghiệp ra khỏi thành ư? Huynh thấy rõ không? Đúng vậy, cô cũng không biết à? Bảo sao hôm nay Tư Nghiệp cứ khác thường. Lẽ nào... Diêm Diễm, đi với ta một chuyến. Sẽ về mau thôi. Thanh Tâm Đường. Vừa nhận được tin, người của chúng ta phát hiện Nghiêm đại nhân ở ngoài thành vẫn còn hơi thở, nhưng trúng độc nặng. Yến Tư Nghiệp thì không rõ tung tích. Cẩn thận. Tư Nghiệp từ đây rơi xuống thật sao? Quang Bình có mặt khi đó nói vậy. Nghiêm Tâm Lan thì sao? Vẫn đang hôn mê. Đi, xuống dưới tìm. Đi, tiếp tục tìm. Rõ. Yến Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Yến Tư Nghiệp. Yến Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Dân Chi. Tư Nghiệp. Yến Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Yến Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Yến Dân Chi. Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Yến Tư Nghiệp. Tư Nghiệp. Yến Tư Nghiệp. Tang Kỳ. Tư Nghiệp. Ta không sao. Tìm Tư Nghiệp. Đừng nóng vội. Trước tiên bản thân cô đừng rối loạn. Lúc nào rồi còn không nóng vội. Đã mấy ngày rồi. Nếu muộn hơn thì không tránh khỏi. Cái gì mà không tránh khỏi? Do lúc này không có tin gì thì chính là tin tốt. Tư Nghiệp võ nghệ cao cường, biết đâu bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, đang trị thương tĩnh dưỡng ở đâu đó. Yến Tư Nghiệp, mong là vậy. Nhưng Nghiêm Tâm Lan đang... Đại nhân, đại nhân, bọn ta phát hiện túi thơm này bên bờ sông. Tặng chàng. Phát hiện ở đâu? Bên bờ sông. Yến Tư Nghiệp dẫn đường. Đi, đi bên này, nhanh. Nhanh. Có phát hiện gì khác không? Đã dò xét nhiều lần quanh đây nhưng không hề phát hiện bóng dáng Yến đại nhân. Cô đi đâu đấy? Ta xuống phía dưới xem thử. A Kỳ, ta biết cô sốt ruột, nhưng chúng ta cũng không ngủ nghỉ, tìm kiếm mấy ngày mấy đêm rồi. Đừng nói người của ta, cô cũng không chịu nổi. Nhưng Tư Nghiệp, cô nghe ta, về trước đã. Nếu Tư Nghiệp thật sự tìm kiếm dọc bờ sông, cũng không phải việc mấy người chúng ta có thể làm được. Ta đi điều thêm người đến. Hơn nữa, không chỉ có mình đội chúng ta tìm kiếm, về Phủ Kinh Triệu trước đã, biết đâu có tin tốt lành. Tống Lạc Thiên. Tống Lạc Thiên, có tin của Tư Nghiệp chưa? Tư Nghiệp không có tin gì cả. Chỉ có điều Ngụy Triển Hồng, hắn đã chết trong ngục của Phủ Kinh Triệu. Chết rồi. Phủ Kinh Triệu canh gác nghiêm ngặt. Sao lại xảy ra chuyện này? Ta vẫn chưa kịp bắt tay vào điều tra. Có điều người có thể xông vào Phủ Kinh Triệu hành hung chắc chắn không phải loại tép riêu. Vậy còn Nghiêm đại nhân, nghĩ thế nào rồi? Nghiêm đại nhân tạm thời không gặp nguy hiểm gì, chỉ có điều vẫn đang hôn mê. Hoàng thượng đã phái người y trong cung đến khám cho ngài ấy rồi. Giờ Nghiêm đại nhân không có mặt, Phủ Kinh Triệu hiện tại như rắn mất đầu. Hoàng thượng cũng nghĩ tới điều này nên đã phái Tiêu đại nhân của Đại Lý Tự tạm thời giữ chức phủ doãn Phủ Kinh Triệu. Có điều lúc ta vừa đi ra ngoài, những quan binh còn sống sót trước đó đi cùng Nghiêm đại nhân hình như đã tỉnh lại. Lúc này Tiêu đại nhân đang thẩm vấn. Hình như Bạch Thời cũng qua đó rồi. Bạch Thời? Vì sao hắn phải qua đó? Cô nhìn bộ dạng hắn đi, hỏi cũng vô ích. Chúng ta tự đi xin sao? Phủ Kinh Triệu. Người nói láo, ngậm máu phun người. Đại nhân, Tả quân tuần sứ Phủ Kinh Triệu Diêm Diễm bái kiến đại nhân. Điển tịch Quốc tử giám Tang Kỳ bái kiến đại nhân. Hai người đến đúng lúc lắm. Bản quan cũng vừa làm rõ vụ Nghiêm đại nhân bị ám sát, đã xác định được hung thủ. Là ai? Yến Dận Chi. Sao có thể chứ? Bạch Thời, công tử bị đổ quan. Đại nhân, Có chứng cứ gì có thể chứng minh Yến Dận Chi đã làm hại Nghiêm Tâm Lan? Nếu muốn định tội, phải có nhân chứng vật chứng mới được. Tất nhiên rồi, quan sai này chính là nhân chứng. Đáng lẽ không cần giải thích rõ với các người, nhưng nể tình các người có quan hệ thân thiết với Yến Dận Chi, bản quan cũng không phải người chỉ nghe lời một phía, nói cho các người cũng không sao. Nào, kể lại một lượt chuyện ngày hôm đó. Dân, đại nhân, hôm đó thuộc hạ nhận được mệnh lệnh phải đi theo Nghiêm đại nhân cùng ra khỏi thành truy bắt dư đảng Tây Chiêu. Lần hành động này giống là bí mật, nhưng khi ra đến cổng thành, Yến Dận Chi bỗng nhiên đi theo. Cứ tưởng là Nghiêm đại nhân lại nhờ Yến Dận Chi giúp đỡ, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy hai người xảy ra tranh cãi nhỏ. Đợi đến khi ra khỏi thành, vừa đến ngoài thành liền bị một đám người mặc đồ đen vây đánh. Bọn ta bị đánh cho trở tay không kịp, trong lúc hoảng loạn mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng ai ngờ Yến Dận Chi đột nhiên phản bội, không chỉ chém hai quan sai bên cạnh, mà còn tấn công Nghiêm đại nhân. Yến Dận Chi, đệ đang làm gì vậy? Phủ Doãn đại nhân giờ vẫn chưa hiểu sao? Đệ là người của Tây Chiêu, cuối cùng đã hiểu rồi đấy. Có điều cũng khó trách, huynh mà có bản lĩnh đó thì cần gì lần nào cũng nhờ ta phá án giúp huynh. Vì sao đệ luôn giấu ta? Ta giấu huynh bao giờ? Là huynh ngu dốt, bản thân mãi không điều tra. Ta từng nói với huynh, hôm nay huynh đừng ra khỏi thành, nhưng huynh cố chấp muốn ra. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lẽ trời sáng tỏ, gieo nhân nào gặt quả ấy. Yến Dận Chi, ta khuyên đệ hãy nghĩ kỹ, buông vũ khí đầu hàng, biết đâu ta có thể cho đệ một con đường sống. Nghiêm Tâm Lan, huynh đã biết quá nhiều. Chờ đã, ngươi bảo đây là lời Yến Dận Chi nói ư? Nhưng sao ta nghe kiểu gì cũng thấy không giống lời mà Tư Nghiệp sẽ nói vậy. Đại nhân, Yến Dận Chi trước nay khiêm tốn, tuyệt đối không thể nói ra lời ngông cuồng như vậy. Thầy trò khắp quốc tử giám đều có thể làm chứng, ngài cũng có thể thẩm tra thoải mái. Ta thấy rằng lời người này nói không phải sự thật, lẽ nào là có điều gì giấu giếm? Ngươi làm sao thế? Bẩm đại nhân, tiểu nhân đột nhiên thấy đau đầu quá. Hôm đó là đêm muộn, lại còn bị tấn công đột ngột, tiểu nhân bị thương nặng, bây giờ vẫn còn hơi chóng mặt. Có lẽ nhớ không chính xác lắm. Tóm lại tình hình chung là như thế. Yến Dận Chi bắt tay với dư đảng Tây Chiêu ám hại Nghiêm đại nhân, việc này hoàn toàn là sự thật. Tiểu nhân tuyệt đối không nói dối nửa lời, đại nhân tuyệt đối không nói dối. Tạm không nói tới bạn bè như chúng ta, cả phủ Kinh Triệu này đều biết Yến Dận Chi đang điều tra nguyên nhân cái chết của huynh trưởng ta, mới dính líu tới bọn người Tây Chiêu làm điều ác kia. Không thể không nhắc tới công của Yến Dận Chi. Vì sao lại cấu kết với Tây Chiêu làm hại Nghiêm Tâm Lan? Đúng đấy, với hiểu biết của ta về Tư Nghiệp, thầy ấy và Nghiêm đại nhân là bằng hữu tâm đầu ý hợp, sao có thể ra tay với ngài ấy? Đại nhân, chỉ có lời nói một phía của người này. Tư Nghiệp hiện đang không rõ tung tích, không thể đối chứng. Có câu không thể hoàn toàn tin nhân chứng, phải chờ có đủ vật chứng mới được. Tất nhiên rồi. Đại nhân, đây là sổ sách được lục soát ra từ thư phòng Yến Dận Chi. Tang điển tịch nói đúng một nửa. Yến Dận Chi đúng là luôn phối hợp Nghiêm Tâm Lan điều tra về việc Tây Chiêu. Chỉ có điều mục đích của Yến Dận Chi không phải tiêu diệt Tây Chiêu, mà là âm thầm quan sát tiến độ của Nghiêm Tâm Lan. Trước kia lúc điều tra bộ sổ sách mà Ngụy Triển Hồng nộp lên, Nghiêm Tâm Lan sớm đã phát hiện Yến Dận Chi và Ngụy đại nhân có qua lại tiền bạc. Ta đã xem qua sổ sách đó rồi, không liên quan đến Tư Nghiệp. Nàng không nhìn ra mối liên hệ bên trong là gì. Vẫn còn một quyển khác. Một quyển khác, đúng, chính là quyển trên tay Tiêu đại nhân. Hai quyển sổ sách, một sáng một tối. Sổ sách lục soát từ chỗ Yến Dận Chi và sổ sách Ngụy Triển Hồng nộp lên. Số liệu trên đó có thể đối chứng từng mục một. Sao huynh biết? Thiển Tử. Đại nhân, Thiển Tử là gián điệp của Tây Chiêu. Có điều trước đây ta không hề phát giác. Đây quả thực là lỗi của ta. Nhưng chính vì vậy, ta và cô ta từng thân thiết, nên mới hiểu nhiều về cô ta. Sau khi biết được thân phận của cô ta, ta liền ngày đêm nhớ lại những việc khi ở bên cạnh cô ta, và phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Cô ta không chỉ một lần nhắc đến thư phòng của Yến Dận Chi. Hôm nay ta mới tự mình dẫn người đi điều tra, quả nhiên đã tìm thấy sổ sách ngầm này. Sổ sách thế nào? Đại nhân, đúng là sổ sách này có ghi chép người bán đất cho Ngụy Đại Nhân chính là Yến Dận Chi. Nét chữ vết mực trên sổ sách đều không phải mới làm giả, chắc hẳn là thật. Đại nhân, đây đều chỉ là suy đoán, hoàn toàn không thể xác định được. Chúng ta đều biết Tây Chiêu rất có ích trong bóng tối. Yến Dận Chi cần gì phải tự chặt tay mình? A Kỳ, đây chính là lòng dạ đáng sợ sâu xa của Yến Dận Chi. Nàng nghĩ kỹ mà xem. Từ Dương Trà Tống Gia đến Ngụy Đại Nhân, cho tới Ngụy Triển Hồng, rồi đến cuối cùng tiêu diệt Tây Chiêu. Lần nào hắn cũng có mặt, nhưng lần nào hắn ra tay cũng là manh mối bị đứt đoạn. Nghĩ kỹ thì thấy Yến Dận Chi hỗ trợ điều tra là giả, giúp Tây Chiêu xử lý dấu vết, làm rối loạn tầm nhìn của triều đình mới là thật. A Kỳ, tin tức mà nàng có được, cái gọi là chân lý, đều do Yến Dận Chi điều tra, đều là hắn nói cho nàng. Toàn bộ tin tức nàng biết cũng đều do hắn truyền cho nàng. Nàng không cảm thấy đáng ngờ sao? Trác Giang Diễm, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Chỉ cần Nghiêm Đại Nhân tỉnh lại, tất cả sự thật sẽ sáng tỏ. Hiện giờ tình trạng Nghiêm Đại Nhân ra sao? Bẩm Đại Nhân, vừa nãy ngự y đã chẩn đoán cho Phủ Doãn Đại Nhân, chỉ là tình trạng không lạc quan. Nghiêm Đại Nhân đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể kéo dài mạng sống nhờ châm bạc thuốc men. Rốt cuộc có tỉnh hay không vẫn chưa biết được. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không thể cứ thế chờ được. Cho dù thế nào cũng phải tìm thấy Yến Dận Chi. Còn về thân phận, để đề phòng, cứ tạm xử lý như tội phạm bỏ trốn thì thế nào? Trác Văn Viễn, Trác Văn Viễn, ngươi có ý gì? Ngươi muốn truy nã Tư Nghiệp ư? Đó cũng là đối sách tạm thời. Được rồi, được rồi. Ồn ào cái gì? Làm theo cách của Trác Ngự Sử nói, dốc sức cứu chữa Nghiêm Đại Nhân, đồng thời bắt giữ Bạch Thời, truy nã Yến Dận Chi. Rõ, rõ. Đại nhân, bãi đường. Đại nhân, đại nhân, ngài nghe ta nói. Đại nhân, Phủ Kinh Triệu. Tiểu thư, Nghiêm Đại Nhân thế nào rồi? Đã tìm thấy Tư Nghiệp chưa? Muội đừng hỏi ta, giờ đầu óc ta trống rỗng, không biết gì hết. Vậy chúng ta về phủ đã. Thì chờ ta ở đây một lát, ta đi gọi xe ngựa qua đây. A Kỳ, không sao chứ? Phiền Trác công tử nhọc lòng. Sao khách sáo với ta thế? Hay ta đưa nàng về nhé? Không cần đâu. Công tử, Nghiêm Tâm Lan đúng là tốt số, vậy mà có thể thoát khỏi cõi chết. Nếu hắn tỉnh lại, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Hay tiểu nhân đi, không vội. Lần trước khi xử lý Ngụy Triển Hồng đã mạo hiểm lắm rồi. Người của Phủ Kinh Triệu không phải dạng vừa, e là sẽ phát hiện ra. Giờ đây Nghiêm Tâm Lan chắc hẳn được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng ta cũng không dễ ra tay. Bỏ đi, qua một thời gian rồi tính sao? Vâng. Kỳ, A Kỳ, sao lại ngủ ở đây? Sẽ cảm lạnh đấy. Tư Nghiệp, rốt cuộc chàng đã đi đâu? Khi nào chàng trở về? Gặp việc gì cũng đừng gấp. Điều nàng cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ nàng nghỉ ngơi xong, ta tự nhiên sẽ xuất hiện bên cạnh nàng. Chàng không gạt ta chứ? Những ngày không có chàng, ta mệt lắm. Không gạt nàng. Nào. Đừng rời xa ta. Tư Nghiệp, tiểu thư, tỷ dậy rồi à? Tiểu thư, từ khi trở về ngày hôm qua, tỷ ngủ mê mệt đến giờ. Có phải dạo này mệt quá không? Tỷ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ta đã chuẩn bị cho tỷ ít canh gà, hãy uống đi cho nóng. Ta không muốn uống. Lòng ta rối lắm. Ta phải đi tìm ca ca. Tiểu thư. Ca ca, bây giờ ta nên làm thế nào? Tư Nghiệp không rõ sống chết, Nghiêm Tâm Lan thì hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở ngoài thành, tất cả đều không rõ đầu đuôi. Bây giờ ta quả thực không có chút đầu mối nào. Trong tình hình hỗn loạn như hiện giờ, với tâm tình của ta, thật sự không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Ca ca, huynh có thể cho ta một vài gợi ý không? Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư, tỷ sao thế? Tiểu thư. Người đâu, mau đến đây. Tiểu thư ngất rồi. Tiểu thư. Thế nào? Đại phu, tiểu thư nhà ta thế nào rồi? Tiểu thư lo nghĩ quá nhiều, khí huyết chảy ngược. Tĩnh dưỡng thật tốt là được. Mấy đại phu trước cũng nói thế. Nhưng tiểu thư nhà ta đã tĩnh dưỡng mấy ngày rồi, vì sao mãi không có chuyển biến tốt? Việc này... Cô cứ an tâm. Vị đại phu này là danh y ta mời đến, sẽ không chẩn đoán sai đâu. Huống hồ bệnh đi như kéo tơ, bình phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cô theo đại phu đi lấy thang thuốc đã. Vâng. A Kỳ, nàng vẫn còn giữ túi thơm này à? Hay để ta cất giúp nàng nhé. Đây là của Tư Nghiệp. Hắn không còn nữa, nàng còn giữ túi thơm này làm gì? Dù sao ngày tháng sau này cũng là ta ở bên nàng. Nàng đưa nó cho ta đi. A Kỳ, ta biết thời gian qua nàng có nhiều hiểu lầm về ta, nhưng ở trong lòng ta, nàng vẫn là người bạn thân nhất. Ta cũng là người xứng đáng nhất để nàng nương tựa. Sau này cần gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ dốc hết sức làm nàng hài lòng. Nàng chăm sóc bản thân cho tốt. Ta sẽ thường xuyên tới thăm nàng. Đại phu, bệnh của Tang Kỳ đến mức độ nào rồi? Ngoài việc quá đau buồn thành bệnh, chẩn đoán từ mạch tượng thì thấy có dấu hiệu bị nhiễm độc. Công tử, tiến hành có thuận lợi không? Công tử, thuộc hạ vô dụng, đã giải quyết Nghiêm Tâm Lan, nhưng Yến Dận Chi bị thương rơi xuống vách núi, đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Chỉ tìm thấy thứ này, túi thơm hắn luôn mang theo bên người. Cảnh Mộc, lấy cho ta chiếc bình sứ trắng trước kia Thiển Tử để lại. Rung成了深刻，温室。